Em ơi, chào các anh. Em này vừa mới về được một con máy công suất kiêm giải mã hàng, gọi là giá bình dân cho những bác nào mà cần những cái con máy tầm giá khoảng trên dưới 1 triệu nhé. Con này là con On của FPT V17. Hàng bãi nó về thì những bác các bác có thể thấy là máy móc của nó là vỏ viết còn rất là mới này. Gần như rất ít xước sát nha các bác nhá. Rất ít xước sát, và con này mình có thể kết nối điện thoại máy tính này, kết nối cổng quang TV để nghe nhạc từ điện thoại máy tính ra, nghe nhạc từ cổng quang TV ra. Đấy, nghe trực tiếp từ công suất máy cũng được, hoặc là mình làm giải mã quang AV được nhé. Để cắm cổng in vào đây. Muốn giải mã thì mình sẽ out tín hiệu từ đường red out là đường tép này, và đường CR out nhé, hai đường out là hai đường ra nhé, thì mình sẽ đưa xuống âm đi to để mình làm giải mã trong cho các con âm đi mà nó không có cổng quang làm giải mã. Đấy, được không ạ? Thì cái các con âm đi mà không có cổng quang này thì nó rất nhiều. Đợt 9 nó trên các cái hàng bãi thì nó phải chiếm đến 80-90%. Đấy, chỉ có 10% còn lại này con âm đi có, nó có cổng quang thôi, còn đâu là hầu hết là nó sẽ không có cổng quang. Và TV smart của chúng ta thì nó lại hay có cái cổng quang để nghe nhạc nó hay hơn. Tuy nhiên thì lại âm đi chúng ta lại không có cái cổng quang kết nối, thì mình sẽ phải dùng các con thiết bị như thế này để chuyển đổi tín hiệu quang thành AV để mình đưa xuống để mình nghe nhạc qua đường quang cho nó hay. Đấy. Thì đây là con On của FPT V7 nhé. Hàng về đây. Thì con này thì là hiện tại là đây đĩa nó vẫn đang ra vào được. Đấy. Tuy nhiên là con này là lâu ngày dây quân loa nó hơi trùng, thi thoảng nó sẽ bị cái kiểu hiện tượng là vào lại ra luôn. À, ra lại vào luôn. Đấy, thì cái dây quân loa nó trùng luôn. Thì cái này thì em sẽ không can thiệp nhá. Cái này các bác cần thì có thể về tự mang anh em thợ các bác dọn. Còn em bán ở đây là em chủ yếu bán bao chạy công suất về cắm điện thoại, máy tính nghe nhạc. Đấy. Và cắm cổng quang TV làm giải mã. Còn cái CD này em test thêm. Đấy. Nếu còn chạy được thì mình về mình dùng, khi nào hỏng bỏ. Ok không ạ? Như đĩa này là em thấy là lách bài ở đây nhá. Vẫn đang có tiếng ra này. Và vẫn đang đọc bài này. Đấy nhá. Đấy. Bác nào cần đĩa thì có thể là lấy những con này. Đấy, còn bây giờ em sẽ test sang cái phần gọi là kết nối điện thoại máy tính để làm công suất và kết nối cổng quang làm giải mã nhé. Đấy. Hai con bên này có tiếng này. Ok chưa? Đây còn đường quang này nhỉ, input chuyển sang digital nhá. Ở dưới này có gì input ở dưới này nhá. Chuyển sang digital là có tiếng này. Ngoài ra con này thì có thể có cả FM nữa nhá. FM thì mình có thể là cắm cái cắm cái đầu anten đồng trục vào đây này. Để mình bắt FM thì mình nghe nhạc quên nghe FM nhé. Anh nói chiều nay anh về phố nhỏ hẹn à. Tôi đón anh. Không biết cái này có bắt được không thì em thử nhé. Đấy đường quang chạy này. Đấy còn đây FM này. À, ở đây nó có nút để dò dương ngược dò xuôi, như thì mình ấn và dò. Thì nếu bắt được sóng, nếu như mà mình dùng đúng cái anten đồng trục thì mình cắm vào nó sẽ bắt được sóng và nó sẽ tần thay. Đấy, khi nó đã dừng lại quá mòn ở cái tần số sóng mà nó đang có nhé, sẽ giúp chuyển đi an toàn hơn, đấy. Không bị các sự cố đáng tiếc như là nổ đây. Lúc trượt có mấy kim băng ở đấy mà nó còn dò được, các bác thấy rồi đấy. Ấy ngon chưa? So với các cơ sở đấy nha, bác nào mà cần kiểu em 1.8 nhé, về nghe cả đài nhé, con này là bậc tốt luôn nhé. Ok, thì như vừa rồi em đã test cho các bác là đường quang và đường điện thoại chạy ok, và em test thêm cho các bác ở CD FM để đang hoạt động nhé. Thì là bác nào mà cần những con này thì alo em. Con này thì giá của nó nói chung hàng đẹp với những con này ngày xưa là khoảng tầm 1.250.000-1.300.000, thì bây giờ giá nó cũng đã tốt hơn nhiều rồi. Thì bác nào mà lấy thì con này thì giá của nó chỉ có 1.050.000
50.000 thôi. Để bác nào mua thì alo anh em ngay nhá. Số điện thoại đặt hàng là 0979 891682 hoặc là 0966 594581 các bác nhá. Xin chào các bác và xin hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo bên em.